ở nhà thuốc Hoa Đà ở Houston, Texas. Thì anh Đông y sĩ có thể cho Vũ và anh chị em biết thêm là lý do tại sao mà bị bệnh hay không? Thì trước tiên Đông y sĩ gửi một lời chào tới những người bạn thân thương của Vũ đang theo dõi live Facebook. Hello các bạn, hello quý vị, tôi là Thiện Đạo đến từ Houston, Texas. Cái câu hỏi của Vũ rất là hay. Sẵn đây mình anh em mình chúc Tết trước đây, trường cái hồi này không có đủ giờ phải không? Thì năm mới xin chúc quý vị, chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và muốn gì được đó ha, hanh thông tất cả đều thuận lợi ha. Mình muốn gì được đó có nghĩa là điều đầu tiên mà mình muốn nhất đó là sức khỏe đúng không Yes anh sir. Đông sĩ? Dạ thì Đông sĩ trong cái kiến thức và kinh nghiệm của Đông sĩ đó, Đông sĩ có thể cho Vũ và anh chị em biết là lý do tại sao con người mình bị bệnh hay không? Theo anh á thì cái câu này phải đổi lại là tại sao con người ta không bệnh mới là chuyện lạ. Tại vì tại sao con người ta bị bệnh mà tại sao con người ta lại phải bị bệnh, nó có ba, nói chung là rất là nhiều cái yếu tố để xảy ra, để cho mỗi cái căn bệnh nó đến với còn một con người. Nhưng anh thấy có mò ba nhóm người rất là dễ bị bệnh, là nhóm đầu tiên là lập trường. Lập trường là sao? Cái nó giống như một cái generation, ông bà xong đến cha mẹ và con cái, đây là cái nhóm người đầu tiên. Ăn uống và cách sinh hoạt giống nhau có thể sinh ra bệnh. Nhóm người thứ hai rất là khỏe nhưng mà tại vì quá thông minh, cho mình quá thông minh cho nên tìm hiểu rất là nhiều rồi dùng những cái thứ mà ở trên chẳng hạn như ta quảng cáo trên TV, radio hoặc là đại khái commercial họ quảng cáo, hoặc là họ research trên online Google thì họ thấy là cái đó có thể giúp được cho mình. Nhưng mà giúp được hay không chưa biết. Cho nên cái nhóm người thứ hai là nhóm người quá thông minh. Nhóm người thứ ba là do bẩm sinh, có nghĩa là có khi họ sinh ra thì họ đã thấy mình đã yếu hoặc là bị bệnh ngay từ lúc đầu và mất tự nhiên ngay từ lúc đầu. Thì Vũ muốn biết cái nhóm người nào thì anh sẽ cho Vũ biết cái nhóm người đó trước. Thì vậy thì theo trình tự đi, cái nhóm người đầu tiên đó có nghĩa là anh nói là từ thế hệ này chuyển qua thế hệ khác, đó Đúng là vậy. do cái môi trường của mình Đúng rồi. sinh hoạt hoặc là cái chế độ ăn uống của mình cũng Đúng có rồi. thể đem cho mình những căn bệnh mà đáng lẽ ra là cơ thể của mình không có cần phải mang tới những căn bệnh đó. Đúng rồi. Okay. Anh chị có thể giải thích trong thân tình, anh chị có thể giải thích là lý do mà tại sao những cái nhóm người đầu tiên đó lại bị Ok. bệnh. Thì đại khái mình nói chung là mình chỉ nói cái chuyện nó xảy ra hàng ngày đối với mình thấy của những cái người mà mình gặp, thì giống như mình chia sẻ thôi. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm mà ăn uống coi như là thích cái gì ăn cái đó. Chẳng hạn như ông già bà già chỉ thích ăn thịt kho, không thích ăn thịt cải. Thì ăn thịt kho thì nấu một nồi thịt kho rất là dày mỡ, mà thế hệ này ăn bảy thế hệ kế tiếp là cha mẹ, có nghĩa là ông bà tới cha mẹ xong tới con cái đều ăn uống y chang như vậy. Thì những người này có một căn bệnh, họ nói là khi đến bác sĩ thường thường bác sĩ cho em biết là cái hạn như khám bệnh thì họ cho biết là ba mẹ anh có cái tiền sử về cao máu hay không, cao mỡ hay không. Thì hầu như là họ nói là cao mỡ là do ăn nhiều mỡ động vật. Thì gia đình này thì thế hệ này truyền qua thế hệ khác đều ăn giống nhau, thì cha con ông bà đều có một căn bệnh giống nhau là cao mỡ trong máu. Thì đó là cái giống như cái lập trình nó xảy ra tuần tự của đời này qua đời khác nhưng mà không có thay đổi. Có nghĩa là nếu mà thế hệ sau họ Ý thức ý thức hơn họ sẽ thay đổi. Thì đó là cái nhóm người thứ nhất. Vậy thì bây giờ em nghiệm ra một điều rằng là em cũng hồi xưa tới giờ mà đi khám bác sĩ
thì bác sĩ cũng hỏi những câu mà anh vừa hỏi, là những cái ví dụ như là thế hệ trước của mình có những cái căn bệnh nào hay không, thì em mới thấy bây giờ thấy rõ hơn một điều rằng bởi vì nó ở trong gia đình nó đi ra, bởi vì thường thường con cái thì được ví dụ như những món ăn anh vừa nói thì được mình mẹ mình nấu sao giống như vậy, mình trở thành một cái thói quen. Thói quen thì những thói quen thì nó chạy từ gia đình này thế hệ này thế hệ khác, tới lúc mà mình, có một vài thành viên gia đình người ta ý thức hơn về sức khỏe thì người ta có thể thay đổi được cái mà lập trình mà anh vừa nói ra, đúng không anh? Ngay cả cái bản thân của anh cũng vậy. Hầu như là ngày xưa thì mình đi học cái nghề đông y, mình không có dùng cái vitamin nhiều, nhưng mà khi mà thân phụ của anh dùng thì anh mới có một cái câu hỏi tại sao ba dùng, thì ba nói là thì mỗi ngày mình ăn nó không có đủ vitamin. Thứ nhất là mỗi người trong cơ thể chúng ta cần tới 90 loại khác nhau và 60 loại vitamin, nó phải đồng đều để nó cân bằng cơ thể và chống nhiều cái bệnh tật mà nó xảy ra đến với mọi con người. Khi mình là bác sĩ, kỹ sư hay là bất cứ cái một cái ngành nghề nào trên cái thế giới này đều có thể xảy ra đối với mình nếu mà mình không cẩn thận. Vậy thì chi tiết vào cái nhóm người thứ hai, thì cái nhóm người thứ hai tại sao những cái người này đã khỏe mạnh mà lại bị bệnh? Cái nhóm người thứ hai này thì họ quá thông minh, có nghĩa là họ có đủ yếu tố và đủ cái cơ sở để tìm hiểu, nhưng mà họ không biết là dùng cái gì để cho đúng. Có nghĩa là trong đông y họ có một câu nó gọi là nhiệt gặp nhiệt tất loạn, còn hàn gặp hàn tất tử. Thì cái ngụ ý của hai câu này là gì? Những cái vị thuốc hay là những cái dược thảo họ dùng ở market thì khi mà họ xài họ đâu có biết cái đó nó có nhiệt hay không. Khi một người có cao máu hay là có cao mỡ, nếu cái đường đi dẫn máu hoặc là cái sự lưu chuyển của máu nó không có được thoải mái mà bị pressure này nữa hoặc là tăng máu lên thì con người sẽ bị cao máu. Có khi ngày tháng qua họ không biết overtime thì hôm đó họ bị sốt hay gì đó. Có người, anh kể một câu chuyện, cái người đó đến khóc với anh thì nói là chính vì tôi quá, có nghĩa là quá thông minh đi, đem những cái mua những cái sâm cho ba mẹ để xài. Nhưng mà trong sâm thì nó có nhiều loại sâm, có nhiều loại sâm nó không có làm cho cao máu. Anh ta không biết, mua cái sâm cũ rất là đẹp, thấy mình có tiền mà, giúp ba mẹ để qua cái nhiều cái bệnh tật, nhưng mà không ngờ để đưa ba mẹ đến một cái giai đoạn rất là đau buồn. Thì anh có tới tâm sự thì bây giờ thì không cứu được ba, nhưng người mẹ thì cũng rất là bệnh nặng. Thì anh hỏi thì mình mới giúp ý kiến, đó là cái dạng người thứ hai, có nghĩa là xài không biết mình nên xài cái gì và liều lượng ra sao không biết, và không biết tại vì trong cơ thể của mình nó có âm và dương, giống như mình nói ở trời, mặt trời là dương và đất là âm, cha là dương, mẹ là âm, thì hai cái này phải đồng đều và quyện nhau để giúp cho cái sự phối hợp với nhau để sinh ra một đứa con toàn vẹn. Nếu cha và mẹ một trong hai người, một người không khỏe hoặc là hai người không giúp đỡ nhau trong cái vấn đề nuôi dạy con cái cũng vậy, nếu mà không giúp đỡ nhau thì con cái sẽ không khỏe, nếu mà bỏ đói con sẽ chết. Thì cái đó là cái sự luân chuyển và sự quyện với nhau để giúp nhau, cho nên đồng ý lấy cái đó làm căn bản để chữa bệnh. Rồi quay lại vấn đề là cái người mà vào kiến thức không đủ, cho nên đã đưa ra những cái lập luận để giúp cho gia đình, nhưng mà ngược lại lại không giúp được gia đình mà còn hại gia đình thêm. Đó là cái nhóm người thứ hai.
ý nói là như, tất cả dược thảo là tốt hay là rau củ quả là tốt, nhưng mà nếu mà mình dùng không đúng liều lượng có thể là không có tốt cho cơ thể của mình. Thứ nhất nó có cái phần là nó higher, nó gọi là ôn, ôn là ấm, rồi tới mới nóng, mới tới nhiệt. Có nghĩa là trong những cái dược thảo nó cũng vẫn có cái level của nó, mình phải biết dùng. Có những cái những người cao máu đâu có dùng được cái đông trùng thảo với dịch sâm một lượt à, thì nhưng mà phải dùng loại sâm nào thì nó sẽ hạt cho người đó, thì phải hỏi những người chuyên môn mới được, tự dùng thì không tốt. Đó là nhóm người thứ hai. Nhóm người thứ ba, nhóm người thứ ba là những cái nhóm người họ sinh ra thì không được may mắn, ngay cả mới chào đời chừng 2-3 ngày thôi là đã bị rồi, mình không có nói chi đâu xa. Đây là cái đứa bé này đã trải qua cái thời kỳ mà rất là khó khăn, là tại vì khi sinh ra 3 ngày bé đã thấy khó chịu và đi cầu không được, và bác chỉ bé đâu có nói được, có 3 ngày mà thì nó khóc thôi. Mà đứa bé này không ai khác hơn là con gái đầu lòng của mình, khóc ngày khóc đêm, 15 phút là khóc, 15 phút là khóc. Bác sĩ thì mấy bệnh viện hoặc là tất cả mình đã đi hết bệnh viện vậy, những cái office gần đây thì họ mới nói là cái bé không đi cầu 3 ngày nó cũng bình thường đó. Nó nói không bình thường, con bé khóc mặt tái đen như vậy là không bình thường, khi con người bình thường là không có khóc như vậy. Thì cuối cùng mình cũng tìm ra một cái câu giải đáp là giúp cho em bé là chỉ có thay đổi cái yin cái yang, là cái âm và dương trong cơ thể nó tự động nó hết bệnh đó. Giống như một cái đại khái mình là dí một cái xe, khi nó giống như nó ra một cái factory mà có nhiều người họ lại quên đổ cái nước lạnh làm lạnh vô, máy vẫn chạy nhưng mà xe chạy thì nóng, cho nên nó đốt hết những cái gì mà trong máy nó sẽ hoạt động đó, thì nó sẽ làm nóng cái máy hơn là bình thường. Cho nên nếu một ngày mà chúng ta thấy những cái nhiệt nó lên cao như vậy mà không điều chỉnh được thì nó tạo ra cái gì? Em nhớ là những nồi cơm mình nấu mình chỉ để lửa minimum, lửa dừa thì cho ra nồi cơm rất là ngon, nhưng mà mỗi ngày em tăng lên hơi quá hơn bình thường thì cho ra cơm gì? Cháy và khô, đúng không? Thì con người mình nó y chang như vậy thôi. Đó là nó có phải có cái level và cái điều chỉnh cơ thể con người qua cái hệ thống yin và yang. Đó là cái nhóm người thứ hai, nhóm người thứ ba. Đây là nói chung là mình phải dùng đúng. Thì đặc biệt là vào mùa đông mình thấy là nhiều người bị cảm hơn. Hay là những cái câu mà mình vẫn thường nghe nói là về dân là trái gió trở trời, thì mình dễ bị cảm hơn. Cái đó nó có hoàn toàn đúng hay không? Đúng và không. Đúng là sao? Thì đúng là những người đã không có bị lập trình và họ biết để mà thay đổi cái lifestyle là cuộc sống của mình. Mình phải biết là mình ăn cái gì để tốt cho cơ thể, chứ không phải ăn cái gì để đã miệng mình thôi. Cho nên mọi người thì most là họ chỉ thích ăn những gì đã miệng của mình thôi, nó sinh ra dễ ra bệnh. Đồng thời cộng với những cái loại vitamin cần thiết cho cơ thể mỗi ngày và cái sự gọi là immune system, là hệ miễn nhiễm. Miễn nhiễm trong đó có những gì thì mình phải hỏi những người chuyên môn để họ giúp cho mình cái khái niệm để cơ thể mình cần cái gì, chứ không phải là mình đi ra ngoài đó mình mua cái gì cho cơ thể mình mà mình không biết là mình bỏ vô cơ thể mình cái gì. Đó là cái tai hại của những người nhóm thứ hai quá thông minh. Thì những cái thời tiết thay đổi đó nó có ảnh hưởng ít nhiều tới những cái thời tiết, cái căn bệnh của mỗi cá nhân. Đúng rồi, thời tiết thay đổi thì đúng vậy. Thường thường em biết là giống như là người ta cũng vậy, nói nãy như anh có nói một câu là khi thời tiết lạnh thì những gì nó gọi là ở trong cơ thể mình nó rung chuyển, giống như máu huyết, những cái fluid trong cơ thể mình nó đều chậm, cho nên người lúc nào cũng chậm lục hơn.
à dễ đau đớn hơn, là tại vì những cái tứ chi của mình giống như tay chân và những cái đầu bàn tay nó sẽ lạnh hơn và đau đớn hơn. Là tại sao? Tại những cái khi mà em nhớ là nóng thì nó sẽ trời nóng sẽ ấm, những khớp xương này sẽ được nuôi dưỡng, tại vì nó cần hơi ấm, lúc nào hơi ấm nó cũng cần cho khớp xương. Như nếu lạnh thì nó sẽ co, anh nghe khi lạnh co thì nó ok sẽ... Mình còn vài phút nữa anh chị ha, mình sẽ có cái live ngày hôm nay và cái kháng thể nếu trong thời gian đặc biệt cho thì bị attack đối với virus rất là dễ dàng. Thứ nhất, thứ hai nữa là những người đó chưa tới mùa đã bị rồi, có nghĩa là có nhiều người bị một năm hai lần, có nhiều người bị năm bốn lần, thì phải coi cái immune system mình ra sao, dùng những gì, thì cái đó mình phải thay đổi cuộc sống của mình bằng cách là cơ thể mình cần những gì, phải đi hỏi những nhà chuyên môn để giúp mình về cái immune system, là cái hệ miễn nhiễm cho nó tăng lên, và thay đổi cách ăn uống đó. Thứ nhất là chống bệnh tật, thứ hai nữa là giúp được những người xung quanh. Nếu mình bệnh là giúp ai bây giờ? Đúng không? Rất là chi tiết. Dạ. Thì vừa rồi anh Thiện có chia sẻ là có những cái căn nguyên do đưa những cái căn bệnh vào cơ thể của mình. Vậy thì bây giờ anh có trong cái kinh nghiệm của anh á, thì có cách nào để mình phòng ngừa trước khi nó xảy ra cho cơ thể của mình hay không? Phòng ngừa có nhiều cách, nhưng mà thường thường bây giờ ở thị trường thì có rất là nhiều vitamin bán đầy tủ đầy chợ, chợ nào cũng có bán vitamin, TV nào cũng chiếu những cái vitamin nào là tốt, nào là thượng hạng. Cái đó thì mình khỏi bàn, ở đâu mình cũng thấy rồi. Nhưng mà nếu như một cái cách nhìn của một người professional thì phải đi tìm những cái loại vitamin nào nó chứa những cái chất mà người ta làm mà rất là tinh tế. Thứ nhất, biết cơ sở của họ ở đâu làm gì và có bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu năm, đó là cái và trải nghiệm qua những cái người đã sử dụng qua tốt xấu, rồi được người ta lên những cái list giống như là vote để cho những cái list này là thuốc này đã bao nhiêu người sử dụng rồi, bao nhiêu năm người ta làm cái này rồi, là đã có cái tiếng tốt hay không. Thì nếu mà tốt thì mình try, mình thử để cho cơ thể mình, nhưng mà cũng phải nên hỏi những cái nhà chuyên môn để cơ thể mình đang cần cái gì. Nếu mình thấy cái hệ miễn nhiễm mình xấu, mình có thể là hỏi về cái những cái người chuyên môn thì để coi giúp mình những gì về cái immune system để mình tăng lên, rồi coi mình có cần những sinh tố gì nữa hay không. Thì cái đó đại trà anh nghĩ là cũng không khó để mà tìm hiểu cái đó. Nhiều người cũng không phải là chuyên môn nhưng mà họ cũng am tường những cái coi như là cái mấy cái chi tiết về gọi là người ta làm ra cái đó bằng những cái sản phẩm nó từ đâu ra và nó tốt ra sao để giúp cơ thể mình để khá la ra làm sao trong mỗi cái mùa. Chẳng hạn như năm này mình đã bị bệnh thì mình muốn năm sau khi sử dụng cái này mình sẽ thấy cơ thể mình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm nó khá hơn. Đó là cái cách là giúp cơ thể mình về cái những cái mùa mà để đừng cho nó bệnh hoạn nữa, nó xảy ra đối với cơ thể mình, đối với người nhà mình luôn. Thì cái quan trọng nhất giống như là anh vừa nói đó là thay đổi cái lifestyle của mình, cái chế độ ăn uống của mình. Đó là cái mà đầu tiên mình có thể thay đổi. Thế nhưng mà nếu mà một phần đa là cái mà thói quen là cái mà khó thay đổi nhất, anh muốn Thiện có đồng ý với em không? Nếu đã là thói quen đó thì nó đã ăn sâu vào trong máu của mình rồi. Nhưng mà nếu mà một người hay là phần đa người ta không muốn thay đổi cái thói quen của người ta, vậy thì còn cách nào để mà hỗ trợ người, những nhóm người đó có thể có sức khỏe tốt hơn, hay là phòng ngừa cái căn bệnh của mình nó có kết quả hơn không? Thường là anh nghĩ là khi mà có một cái biến cố thì họ sẽ sáng mắt. Nhưng mà có nhiều nhóm người họ không có nhìn ra được. Thì có khi những một trong những người trong gia đình của họ khi được thay đổi thì họ sẽ tin.
chứ còn có nhiều người ngay cả tới văn phòng họ nói tôi không có muốn uống thuốc, giờ tôi cũng không muốn dùng vitamin. Rồi những người nói những câu như là sống qua ngày đợi qua đời, thì cái đó mình bó tay, bác sĩ bó tay. Nói đó là đúng rồi, lúc mà có biến cố thì đôi lúc nó trễ rồi, phần đa là nó trễ rồi. Nhưng mà đây hôm nay là Facebook, và chắc Facebook là có rất là nhiều người theo dõi, và hy vọng những cái lời mà chia sẻ của anh nó sẽ cho những người mà đang lắng nghe, là nghe đi hay là nghe lại, có một cái khái niệm ý thức hơn, tốt hơn về cái sức khỏe của mình. Thì nếu mà anh recommend, tư vấn cho những cái người mà đang lắng nghe lời chia sẻ của anh đó, là để mà phòng bệnh hữu hiệu nhất thì mình nên làm gì? Hiện nay thì Thiện thì đang dùng cái sản phẩm của New Skin. Đây, cái sản phẩm mình thích nhất là nó giúp cho cơ thể mình khỏe khoắn hơn. Thứ nhất là khi mình ngủ dậy mình thấy cái mind mình nó bright, có nghĩa là đầu óc sáng suốt hơn. Một ngày làm rất là nhiều năng lượng. Nên đại khái thì nó hợp với mình. Thứ nhất là cho người mà cao máu hay người không cao máu đều uống được ha, để giúp cho cơ thể ta tiến bản thân mình chứ không ai mà cảm thấy khỏe hơn, thì mình đang dùng cái đó với lại cái vitality. Thì mỗi ngày mình sử dụng một ít để keep cái bánh xe nó run hoài, máy làm tiền để mình khi mình khỏe thì mình mới giúp được người khác. Khi mình khỏe mình mới làm ra nhiều tiền. Rồi khi mình bệnh thì ngay cả bản thân mình không giúp được thì giúp được cho ai? Thì cho nên anh nghĩ là cái chuyện đó là mình, mỗi người phải có một quan niệm. Nhưng mà quan niệm đúng hay sai, có nhiều người đừng có ôm cái quan niệm đó là không có tốt. Tại vì khi mình giúp, mình sống ở đời phải có một cái chia sẻ. Thì chia sẻ thứ nhất là mình đã khỏe trước đã, còn gia đình với người khác thì mình đã tính. Cái sản phẩm mà anh vừa nhắc tới đó là Vitality, còn cái sản phẩm đầu tiên anh dùng cái loại Slow Juice thì cái đó mới đầu thì anh sử dụng thì nó cũng bình thường đó, nó không có cái gì, nhưng mà sau này thì càng ngày thì mình thấy là cái vitamin nó lại giúp cơ thể của mình khá hơn. Cho dù khi nào bệnh mình uống thuốc, nhưng mà hầu như là một con người thuốc thì khó bệnh lắm, cho nên 1-2 năm nay chưa bao giờ thấy một ngày bệnh. Đó là cái diễm phúc đó, diễm phúc của một người thuốc là biết mình làm cái gì. Thì nếu mà không có nói là hay hơn người khác, nhưng mà chẳng qua là mình học hỏi mỗi ngày thì mình rút ra những kinh nghiệm của nhân do follow up rồi giúp cho mọi người có sức khỏe, thì mình là con người không bệnh thì mới giúp được người khác. Cái sự trải nghiệm thôi, không có gì hơn. Với cái kinh nghiệm của anh cũng giống như là kiến thức của anh về bên đông y đó, thì chắc chắn trước khi mà anh biết tới New Skin hay là những dòng sản phẩm của New Skin thì anh cũng đã dùng những cái dòng sản phẩm do chính nhà thuốc của anh bào chế. Đúng rồi. Thì có khó quá cho anh lúc mà anh tiếp nhận một cái sản phẩm mà nó ngoài cái mà cái brand name của anh hay không? Nó có và không. Có là vấn đề ở bản thân mình thì mình rất là dễ, tại vì mình thấy ở ngoài kia những nhà khoa học, những bác sĩ, những ngành nghề khác họ đều phải dùng vitamin ngoài cái việc mà họ chữa trị bệnh khi nào mà họ bị bệnh. Nhưng mà khi mà mình dùng vitamin, biết mình dùng cái gì, cần cái gì để control và balance cơ thể, thì con người đó, nếu như một người ngang tuổi với nhau, một người không dùng và một người dùng, hai người sẽ khác nhau hoàn toàn. Người kia sẽ chống già, tại vì bệnh thì sẽ già, bệnh nhiều ngày thì sẽ chỉ một đêm hai đêm thôi là em sẽ già. Đừng bắt lấy ngày đi nghe. Được, nó sẽ
và tham nó sẽ đi xuống dần dần giống kiểu downhill thì sẽ không khá. Cho nên là cái khái niệm của mọi người thì bây giờ mình lên đây để chia sẻ, nếu người nào thấy được cái tiềm năng nó lớn như vậy thì chỉ giúp mình thôi, chả giúp ai hết. Rồi sau đó mình thấy nó có nhiều cái điểm lợi để tiến thân mình, mà chả đi đâu á, tiến thân là tiến thân sức khỏe. Rồi sau đó rồi giúp được những người chung quanh, nó là cái điều mà quan trọng nhất trong cuộc đời mà mình. Cái tiền bây giờ ai cũng kiếm được, nhưng mà sức khỏe là chưa chắc. Đó là điều mà quan trọng nhất. Nên bảo vệ sức khỏe của mình lúc mình còn sức khỏe. Thì nói vậy, có nhiều người đại bệnh mới đi không thuốc. Mà có biến cố thì nó hơi trễ rồi. Anh có lời khuyên nào cho anh chị em ở trên Facebook, hay là anh chị em sẽ lắng nghe cái mẫu đối thoại này? Thì năm mới cũng quay lại vấn đề là chúc. Thì chúc mọi người thì nên chú ý những gì mà những nhà chuyên môn người ta chia sẻ để giúp cho mình một cái khái niệm và cơ thể mình cần gì, thì họ sẽ giúp cho mình một cái nhìn xa, nhìn rộng hơn để biết đưa cơ thể mình là một cái hoàn hảo hơn, giúp mọi người chung quanh, rồi lại có một sức khỏe tốt, đem lại niềm vui cho những người chung quanh là cái điều là hay nhất trong cuộc sống của mình, đúng không? Nó là cái chia sẻ tốt nhất để anh nghĩ là đó là sức khỏe thôi chứ không ngoài gì. Rồi, cảm ơn thời gian quý báu của anh Hiền. Trong thâm tình thì kêu bằng anh, nhưng mà quý anh chị vừa nghe lời chia sẻ trực tiếp của đồng hành sĩ Thiện Đào từ Houston, Texas, nhà thuốc Florida, có 20-30 năm cư ngụ ở thành phố Houston và đã hỗ trợ rất là nhiều cho cộng đồng người Việt Nam ở đây cũng như ở khắp mọi nơi ngoài Việt Nam. Okay. Cảm ơn thời gian quý báu của anh và hẹn gặp anh chị em vào những chương trình kế tiếp. Chắc chắn là những cái kiến thức của anh trong những lần kế tiếp, anh chị em sẽ có cơ hội học hỏi từ những lời khuyên quý báu của anh. Xin chào quý vị. Ok, thank you.